đang chạy về. Chào cả nhà nha, Hiền đang đứng ở Diễn Vọng, đang quay mà có người gọi về ăn đám giỗ đó. Hiền đang ở Diễn Vọng Tôn Tạo ngày 19 tháng 12 năm 2020. Cũng là mới đây, Diễn Vọng là một trong các diễn của Nam Trung hay là Trung Phúc Cường. Ở đây Hiền chưa không biết là sớm mấy, nhưng mà đây là một trong cái diễn thì coi như là cũng đẹp. Và như khác cũng giống như là diễn Động Sơn, rồi diễn hồi nãy là diễn Na Khoa gì đó. Thì cái diễn này nó đẹp như thế nào thì Hiền sẽ đi xuống cho mọi người cùng xem nha. Đây, thì cái mô hình này, diễn này thì lại là một điều đặc biệt là bằng đá nha mọi người. Đá hoàn toàn chạm đá hết luôn nha. Cái đầu tư này thì hôm bữa diễn Động Sơn thì biết là nó gần cả tỷ đồng ấy. Đấy, nó gần cả tỷ đồng ấy. Thế thì bây giờ Hiền đi xuống cái giếng này. Nói chung là độ sâu nước thì cái nước này nó không được trong như giếng Động Sơn gần nước, nhưng mà đây cái mô hình giếng nó cũng giống nhau như thế này. Đấy mọi người, mỗi giếng có một cái đẹp riêng nha. Cái đẹp là giếng này nó làm bằng đá gì, gọi là cái đá gì mà nó vàng vàng ấy mọi người. Đấy. Đá ông. Đá tổ ông. Đá tổ ông. Đá tổ ông. Thôi Hiền đi thì sợ rớt cái đây, độ sâu thì chắc nhìn cọc cọc ken chắc mấy mét, nhưng mà mọi người có nhìn thấy cái giếng quanh không ạ? À? Đó, cậu lướt máy quay cho mọi người xem quanh là đó, cái giếng nó là như vậy đó. Đó, mọi người thấy chưa? Nhưng điều đặc biệt ở giếng Vọng khác với giếng Động Sơn. Cái khác của giếng Động Sơn là mọi người biết cái gì không? À, cũng bằng đá, như là đá, đây cũng đá, cũng chạm giống nhau, cũng có lưu hương. Nhưng mà khác một cái là có một cây đa. Người ta kêu là cây đa giếng nước mái đình. Đấy là một cái làng quê của Việt Nam mình, là cây đa giếng nước mái đình. Cây đa nó to thế này nè mọi người, mình đứng vào nè, mọi người cứ nhìn xa sánh nè, to gấp đây, đúng là cây đa luôn nha. Cây đa rất là đẹp nha. Thì nếu giờ tâm linh thì nói chung là Hiền cũng đó, đây cũng tâm linh lỡ báo thì đây là cây đa. Đấy đó, một cái bàn đá để ra ngồi để chờ luôn. Quay cái cây đa với lại cái giếng của mình để tồn tại di tích lịch sử này. Đây để Hiền cho mọi người xem nha. Đây thế là nó bị gãy đây rồi, thành ra để đây. Đó, mọi người nhìn cây đa chưa? Đó, mọi người nhìn cây đa nó lên thế này nè. Đó, đây mới đúng là cây đa nè. Đó, đây là cây đa. Đây cây đa giếng nước mái đình. Dạ. Cánh đẹp quay. Dạ con mới về. Con gửi. Đây con gửi đây. Cái gì đây? Con bên YouTuber. Dạ con đang quay, đừng là nói chuyện không được, con cảm xin lỗi coi là. Đây là cái giếng đây ạ. Nghe không? Ông hù giỡn mình, ông nói là quay đây phạt á. Quay đỡ mình đỡ đưa về đăng lên trên YouTube để cho mọi người hiểu thêm về cái văn hóa dân gian, truyền thống văn hóa dân tộc, rất là một điều vốn quý. Thì thường thường họ không bao giờ quan tâm mấy việc này đâu. Dĩ nhiên là càng về lâu á, con người ta khi mà điều kiện kinh tế ổn định rồi, hồi xưa người ta coi này giếng người ta bỏ bê, khi giờ kinh tế khá giả rồi thì mọi người nhìn nè, đấy rất là đẹp nha. Thêm một địa điểm check in du lịch cho mọi người nữa nha. Đấy, không biết là các anh YouTuber khác có quay chưa, hoặc là những người họ làm cái tôn tạo cái giếng này họ đã quay lại chưa nha. Nhưng Hiền thì chắc cái giếng này là mùa mưa thì nước nó sẽ đẹp nhiều hơn. Đấy cậu ơi, cậu qua cầm máy Hiền đây nè. Đấy mọi người nhìn thấy cái giếng không ạ? Đấy mọi người nhìn thấy cái giếng nè. Đấy đây là ngược nắng như ấy đỡ Hiền nhờ ông cậu ông cầm cái máy ông lia cho quay rước cho thấy này. Đây là cái giếng nhưng mà rộng lắm nha, đường kính là phải trên 20 mét đấy, đường kính là phải trên 20 mét, độ sâu thì không đo được thành ra không nói nè. Thì nó tầm 16.3 mà nhân ra đường kính thì nó tặng là hơn gần ha, nhân cho đường kính ra thì gấp đôi. Đang dưới là 6 mét mấy, 6 mét 3. Rồi em chú không có nói. Thôi nói chung là cái giếng nào nó cũng giống như nhau. Nhưng mà bây giờ thì thấy họ tôn tạo một điều này là đáng quý. Chứ mấy đợt trước Hiền về đâu có cái này đâu. Thế là tự nhiên cái mà hồi trước Hiền có đâu có làm YouTube đâu.
Thì mình làm YouTube thì cũng là một điều may mắn đối với Hiền. Là Hiền may mắn là Hiền có cái cảnh để mà mình có để làm phim mà mình không phải là vắt óc môi tim mà sáng tạo ý tưởng để phải làm này làm nọ hoặc là bài diễn này nọ. Còn cái đây là có cái có sẵn của làng quê. Đấy mọi người nhìn nè. Đấy. Cây cao thì bóng càng kẻ. Đây cảm thấy một cảm nhận linh thiêng nha mọi người nha. Cảm nhận linh thiêng lắm. Hiền quay thì Hiền cũng đánh cũng nói với mọi người là Hiền chỉ biết là quay thôi chứ còn không phải là chuyên nghiệp như là những anh những YouTuber đi trước hoặc là những nhà quay phim đạo diễn gì hết. À đây này. Đây là giếng vọng vùng. Giếng vùng ở thôn ở mình là xóm mấy ha? Đây là gọi thôn là Vũng Chùa. À Vũng Chùa. Thôn Vũng Chùa xã Trung Cường. Xã Trung Cường. À gì mà hồi nãy nói Nam Trung con xin lỗi nãy nói trong đây là chú đây. À, Nam Trung Cũ. Nam Trung Cũ đúng không ạ? Gọi là Trung Phúc Cường. Nhưng mà bây giờ là đổi là xã Trung Phúc Cường. Dạ Trung Phúc Cường. Mà thuộc hồi xưa là xóm Vùng. Dạ. Của xã Nam. Vậy là ở đây mình có ba cái giếng con được quay rồi, giếng Vọng là một, giếng đầu làng kia xóm 7 là 2 và giếng Động Sơn là 3. Rồi đó, nói chung là con về may mắn quay được ba cái giếng. Thì cảm à thôi giếng đá đó để chiều mai chiều con rảnh dịp sau công việc con quay. Có nhiều nơi họ lắp hết à, quý lắm nha mọi người. Bây giờ họ thấy cái giếng ao cây đa giếng nước mái đình là cái điều mà để cho lại tôn tạo lại đẹp lắm. Đấy, cái điều kiện kinh tế gia đình, kinh tế mỗi gia đình họ khá rồi ấy, hình thử là họ sẽ không còn phải lăn tăn về cái gì hết. Dừng video clip ở đây thì nói chung lại là quay giếng đây cũng đơn giản là như vậy cũng có gì, nhưng mà mọi người cứ thay vì Hiền nói thì mọi người có dịp đi về lại tại như ông chú ông nói là Trung Cường á, Trung Cường giếng Vọng. À giếng Vọng mà thôn gì, thôn Vọng. Dạ, ông đang chú đang nói đấy. À, tiếng là địa phương Hiền không rõ lắm. Thì mọi người sẽ đến đây check in thêm một địa điểm du lịch, có thể chụp hình làm kỷ niệm, cũng là có thể thắp hương theo tâm linh của mình. Thì Hiền xin dừng video clip ở đây. Hiền đã hứa rồi, Hiền sẽ đi tất cả các vùng miền, nơi nào mà Hiền đi đến được, nơi nào có đẹp, nơi nào có cái gì đó tôn tạo đẹp hơn và tâm linh hoặc là huyền bí gì mình không dám nói lắm, nhưng mà tâm linh, bản sắc văn hóa dân tộc dân gian, truyền thống văn hóa dân tộc cần phải giữ gìn. Và đây là cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống của người địa phương, mà của người dân Việt Nam mình. Nói chung ai sinh ra cũng có cái câu ca dao cây đa giếng nước mái đình quê mình đẹp lắm á. Đó là cái câu đó là cũng có nè. Hoặc là cây đa giếng nước bến chùa gì đó. Nói chung là thường thường là như vậy đó. À cánh cò bay lả lay bay la, lĩ tre đầu sớm cây đa mái đình. Và hoặc là cây đa giếng nước mái đình quê mình đẹp lắm gì đó, hữu tình nên duyên gì đó. Nôm na là như vậy đi. Thì Hiền dừng video clip ở đây. Thì đến ngày hôm nay dù xã hội phát triển nhưng cũng rất có nhiều người họ vẫn nghĩ đến về cái tuổi thơ ấu nè. Những người bỏ tiền ra là họ có thể là gom tiền làm nè, như giếng Đồng Sơn gom tiền làm, hoặc là họ cùng nhau hùng lại để làm cái điều này và tạo nên cái điều này. Họ muốn cho con cháu giữ hiểu được những cái thời thơ ấu, những thời khổ như thế nào. Chứ còn bây giờ cái giếng này làm lại cũng hơn cả tỷ mấy, hơn tiền chứ không vừa đâu. Thành thử là cái vấn đề không phải là tiền nữa, giá trị ở đây không phải là giá trị quyền tiền, mà giá trị của cái tấm lòng, của tâm linh, của cái tình yêu và của cái bản sắc văn hóa. Nói chung Hiền chỉ là người khách mà Hiền nó quay như thế này thì mọi người xem cảm nhận được và chia sẻ ủng hộ kênh của Hiền thì có động lực sẽ quay các nơi nhiều hơn. Chào tạm biệt cả nhà nha, nhớ like ủng hộ kênh của Hiền nha.